Xin chào tất cả các bạn nha, mình là Trần Bạn Giang. Thì hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn các bạn, tất cả các bạn là cách kiểm tra và sửa chữa con xe điện hai bình ha. Thì con xe điện hai bình này á, nó đang trong tình trạng là nó không chạy nha. Thì mình mới có tháo cái hộc xuống thôi, mình cũng chưa biết là nó bị cái gì hư bộ phận nào trên xe nữa. Đó, thì mình sẽ tiến hành mình kiểm tra nha. Đây đây, thì mình sẽ mở khóa lên nè. Đó, thì bạn thấy không, cái đồng hồ nó có điện nè, tí nó mờ nha, nhưng mà đồng hồ có điện. Thì bên này là ống ga nè, mình lên ga nè, bạn thấy không? Đó, lên ga thì bánh xe nó không chạy. Đó, còn mình mới tháo cái này ra thôi, mình cũng chưa có chẩn đoán được là biết nó hư cái gì. Đó, thì bước đầu tiên là mình sẽ tiến hành là kiểm tra. Đó, thì mình kiểm tra nào trước thì các bạn đã thấy rồi, cái ổ khóa trên đây nó có điện nè. Đó, thì mình không kiểm tra ở đây. Đó, mình chưa biết là nó sẽ hư cái bo, nó hư bo hay là nó hư cái gì trên bộ phận. Thì bước đầu tiên thì các bạn sẽ kiểm tra cái ống ga trước. Đó, các bạn kiếm ba cái dây ống ga. Nó thì mình xác định là ba cái dây ống ga, thì ba ống dây ống ga xuống đây nè. Thường thường các bạn thấy đối với bo điện không, thì nó sẽ có cọng đen nè, cọng xanh tín hiệu nè, cọng xanh của nó tùy theo cái bo nha. Như cái bo xe hai bình này thường thường thì nó sẽ xanh sụt trắng nè, bạn thấy không, xanh sụt trắng nè, cọng đỏ nè. Thì giống như ga như thường thường những video trước vậy đó, nó sẽ có cọng dây nguồn 5V và cọng dây đen là mát, cọng dây xanh sụp trắng là tín hiệu. Thì mình sẽ kiểm tra ba cái ống ga trước, coi ba cái ống ga nó sẽ hư không ha. Thì mình tiến hành mình dùng cái thiết bị giống như ga như vậy nè, mình tháo cái mình kiểm tra ống ga cho bạn xem. Đó, thì mình tiến hành mình tháo ba ống dây này ra ha, kiểm tra cái ống ga. Đó, kiểm tra ba cái dây ống ga, nó còn ống ga nó có hư không. Thì mình tiến hành kiểm tra ha, mình dùng thiết bị giống như ga như thường khi vậy đó. Thì đây một thiết bị kiểm tra, thì cọng đỏ mình sẽ gắn vào cọng đỏ ha. Cọng xanh là dây tín hiệu hay của con ga, mình gạt dây tín hiệu của con ga. Đen là mát, thì mình sẽ cắm đưa mát. Đó, mình sẽ bật cái tín hiệu của cái đèn lên. Đó, mình tiến hành mình lên ga nghe. Đó, mình lên ga. Thì mình lên ga, mình cái tay mình ở đây mình lên ga nè. Thì cái ống ga nó có tín hiệu nè. Thì chiếc xe này nó không hư cái ống ga. Nó không hư cái ống ga. Thì mình tiến hành mình kiểm tra bộ phận khác ha. Thì nó không hư ống ga thì mình đấu ba dây ống ga lại vô cái bo nó đi. Đó, mà đấu tạm vô đó đi. Rồi mình sẽ kiểm tra bộ phận khác nha các bạn. Đó, mình tạm thời là mình sẽ đấu ba cái ống dây ống ga xong nè, mình sẽ kiểm tra bộ phận khác đi, thôi mình coi như thế nào không băng keo lại ha. Thì mình kiểm tra cái rồi tới hai là mình kiểm tra cọng dây nguồn nè, cọng dây nguồn từ trên ổ khóa đó, là khi mà điện cái điện ở dưới đây nè, nó sẽ có một cái gọng dây 24V nó chạy lên ổ khóa rồi mới mở khóa hang điện 24V nó mới chạy xuống. Nó mới chạy xuống cung cấp cho cái bo này, là mình mở khóa lên nó mới có điện vô cái bo, mình không mở khóa là không có điện vô cái bo nha. Đó, thì cái cọng dây mà nguồn 24V thì thường thường nó sẽ nằm ở cái cọng dây, nó sẽ nằm kế cọng dây đỏ bự nè. Đó, và nó bự hơn ha, nó bự hơn tất cả những cọng dây nhỏ ở đây nha. Cái cọng dây này thường thường là cọng dây hai điện 24V của ổ khóa cấp, thì nó thường nó bự hơn mấy cọng dây đây, và nó thường thường nằm kế cái cọng dây đỏ mà đỏ bình nè, dây đỏ bình bự nè. Đó, thì mình sẽ coi cái điện từ trên ổ khóa nó có chạy xuống đây không, thì mình sẽ dùng cái đồng hồ đo volt mình đo ha. Rồi, thì cũng như thường khi, nếu mà điện của mình nó điện 24V thì mình sẽ bật 200 nha. Bật cao hơn 20 là mình mới đo được cái volt ha. Thì mình liên hệ mình đo. Đó. Mình tháo cọng dây này ra rồi mình đo. Rút ra luôn. Mình sẽ đo cọng dây trên nè. Thì ở đây quẹt đỏ thì các bạn cắm vô quẹt đỏ. Đó. Thấy không? Còn mát thì mình sẽ đo qua cọng dây đen nè. Cọng dây đen của tín hiệu tay ga nó là mắt chung nha. Đó, mình đo. Đó, mình mở khóa lên. Đó, mình mở khóa lên.
Đó, mở khóa rồi nè, xong thì mình xuống mình đo ha. Đây mình sẽ đo cộng đỏ chị má, nó không lên volt ha. Rồi mình xác định là cái này á là nó bị đứt cái cọng dây nè, nó bứt cọng dây nào ở trên đó, nó không cung cấp nguồn 24V cho cái bo này nè, nó không cung cấp nguồn 24V vô cái bo này, cho nên cái bo này không chạy được. Thì mình tháo rồi mình kiểm tra coi ở trên nó có đứt chỗ nào không, nó có đứt ở trên cái mạch ở trên đồng hồ không đó. Đó, mình xác định là nó không có cung cấp điện ở khóa này nè, nó không cung cấp điện ha. Mình tháo này ra mình kiểm tra coi nó có bị đứt cái mặt nào mà chạy điện 24V xuống không. Còn mình thứ hai mình tháo đồng hồ ra mình kiểm tra ha bạn. Rồi sau khi tháo ra nè, cái cọng dây màu nâu nè bạn thấy không, cọng dây màu nâu nè, đó cọng dây màu nâu ở dưới nè, cọng dây lửa nè, các bạn thấy không, mình thấy nó đứt nè, nó đứt nè, nó đứt nè, nó đứt đây nè, nó đứt nè, nó mục nè, nó mục cái dây điện nè, đứt kia nè. Đó thì tính cái bệnh này á, là do là không có cung cấp nguồn, nó không có cung cấp nguồn điện 24V xuống cái bo được đó, nó không cung cấp nguồn xuống điện 24V xuống cái bo được, cho nên là cái bo không điều khiển được. Thì mình tiến hành mình sẽ nối cái mặt này vô rồi mình sẽ mở khóa lên cho bạn xem ha. À, các bạn thấy không, mình nối cái cọng dây rồi nè ha, là do cọng dây này nè, là bạn các bạn thấy không đó, lâu ngày á này, các bạn thấy không, lâu ngày á, lâu ngày cái ổ khóa mà nó bị mục cái chân đây nè, nó đứt cái chân á, đứt cái chân đây rồi nó bị gãy cái mạch ở trên đây nè, nó không ăn điện, không cung cấp điện xuống dưới được nha. Thì mình sẽ lấy cọng dây này nè, mà cấp điện rồi thì đúng ra là mình hàng vô đây nè, mình không cần hàng luôn, thì mình sẽ cắt cọng dây màu xanh này nè, mình sẽ đấu vô đây luôn bạn. Đó thì nó sẽ cung cấp điện xuống dưới rồi. À, các bạn thấy không, sau khi mà mình đấu xong cái cọng dây nè, đó đấu xong cọng dây nè, cái mình mở khóa nó nè, các bạn thấy không, mở khóa nó chảy đèn nè, mình lên cái mình sẽ gắn cọng dây nguồn như đây lại nè. Đó, mình đang gắn miệng nguồn này nè, đó mình sẽ đo nguồn lại cho bạn xem. Đó thì mình dùng cái que đỏ này nè, mình đo cái que đen. Đó bạn thấy không, điện nó xuống rồi đó, bạn thấy không, đây nè. Đó mình sẽ đo qua rẽ qua đèn, qua đèn. Đó bạn thấy điện hay xuống không, xuống 24 không. Rồi mình tiến hành mình mở khóa lên nè, mình tiến hành mình lên ga nè, đó lên ga nè, đó bạn thấy động cơ chạy không, đó chạy. Vậy là mình xác định lại nguyên nhân là do cái xe này á nó không chạy là do tình trạng lâu ngày quá, nó sẽ mục cái cọng dây á, ổ khóa nè, mà ổ khóa điện á, nó sẽ mục cọng dây ổ khóa điện cung cấp điện 24V cho cái bo đó, cho cái bo. Thì á, mình sẽ đấu cọng dây là chạy, thì bệnh của nó là mất điện 24V, mất điện 24V cung cấp cho cái bo ha. Rồi video của mình đến đây là kết thúc ha, mình là Trần Bạc An Giang. Nếu các bạn xem video của mình thấy ok thì nhớ ủng hộ mình, đăng ký kênh mình và cho mình một like nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.